Để thu hút đầu tư theo mô hình đối tác công tư PPP trong việc xây dựng và vận hành nhà máy xử lý nước thải, chất thải rắn, các bộ ngành cần sớm ban hành hướng dẫn để triển khai thực hiện. Đây là nội dung chính được đưa ra tại buổi tọa đàm Mô hình hợp tác công tư trong xây dựng và vận hành các nhà máy xử lý nước thải và chất thải rắn tại Việt Nam diễn ra vào ngày hôm nay tại Hà Nội. Nghị quyết Đại hội 13 đã đề ra mục tiêu tăng chỉ tiêu xử lý nước thải từ 15% lên 70% trong vòng 10 năm. Tuy nhiên, vấn đề này cần nguồn đầu tư rất lớn, từ 10 tới 20 tỷ đô la Mỹ. Hiện việc triển khai hợp tác công tư trong lĩnh vực xử lý nước thải, chất thải rắn tới nay vẫn còn hạn chế. Tính riêng đối với nước thải, mới có 16 trên 69 dự án theo hợp đồng đối tác công tư PPP. Phải có những cái hướng dẫn cụ thể và có những cái mô hình cụ thể và có những cái công thức để huy động vốn tư nhân tham gia vào trong cái lĩnh vực này, vì chúng ta biết là cái nguồn vốn đầu tư cần cho cái lĩnh vực này nó vô cùng lớn. Để thu hút đầu tư trong lĩnh vực này, bên cạnh tìm hiểu giải pháp kỹ thuật, công nghệ, cần nâng cao vai trò cộng đồng, thực hiện xã hội hóa nhằm phát huy mọi nguồn lực tham gia quản lý nước thải và chất thải rắn ngày càng tốt hơn.